Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Ánh Dương TV, bản tin thời sự mới nhất. Lực lượng tàu cá vũ trang, những người hùng thầm lặng trong bảo vệ biển đảo. Trong nhiều năm qua, có một lực lượng đã âm thầm tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta mà có rất ít thông tin hay được giới truyền thông nhắc tới. Bởi đặc thù, tính nhạy cảm cũng như các vấn đề quan hệ quốc tế khác nên lực lượng này thường được giấu đi trên các kênh truyền thông tuy nhiên vị trí vai trò của nó đã được các cấp lãnh đạo nhà nước và quân đội ta nhìn thấy từ rất lâu và duy trì cho đến tận ngày nay việt nam đang duy trì cho mình một đội tàu đánh cá vũ trang khá hùng hậu dù cho rất ít thông tin nhắc đến sự hoạt động của đội tàu này dẫu vậy đây lại là những chiến binh vô cùng tích cực của ta trên biển đây là lực lượng âm thầm nhưng đã góp phần rất lớn bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc trên biển nhất là tại khu vực hai quần đảo hoàng sa và trường sa suốt nhiều năm trước khi chúng ta hình thành cảnh sát biển và kiểm ngư. Đội tàu đánh cá vũ trang của Việt Nam trực thuộc biên chế quân chủng hải quân do hai hải đoàn 128 và 129 quản lý. Lực lượng này cũng sử dụng nhiều loại tàu đánh cá vỏ thép khác nhau và tất cả đều do Việt Nam tự đóng mới trong nước. Đầu tiên, chiếm số lượng đông đảo và thành công nhất của lực lượng tàu cá vũ trang cũng là tiền đề cho các tàu của kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam là tàu lớp TK-1482, tàu có chiều dài hơn 40 mét, lượng giãn nước hơn 400 tấn, trang bị một máy chính cùng đầy đủ các phương tiện nghề cá. Ngoài ra, đúng như cái tên của nó, tàu được vũ trang với hai súng máy hạng nặng 12,7mm đặt trên nóc cabin, cũng như nhiều loại vũ khí cầm tay như súng AK, súng chống tăng B41, DKZ để chống lại kẻ thù trên biển. Tiếp theo là loại tàu đánh cá vũ trang vỏ thép TK-1411. Tàu có lượng giãn nước nhỏ, và kích thước nhỏ hơn loại TK1482 khá nhiều. Với trang bị một máy chính cùng các phương tiện nghề cá hiện đại, tàu cũng được trang bị đầy đủ các vũ khí cần thiết để tạo sức gian đe với kẻ thù trên biển. Mặc dù vậy, các tàu cá vũ trang thường không được sử dụng với mục đích đánh cá mà có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ thềm lục địa, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế nước ta, hỗ trợ và cấp cứu ngư dân gặp sự cố trên biển, bảo vệ tàu thăm dò dầu khí, tàu khảo sát địa chất, tiếp tế hàng hóa cho các đảo tiền tiêu và nhà giàn DK1, trinh sát phát hiện sớm các mối đe dọa trên biển và kịp thời thông báo tình hình cho cấp trên. Tàu đánh cá vũ trang vỏ thép lớp C10, tàu có lượng dã nước khoảng 400 tấn, trang bị một máy chính, có thể hoạt động dài ngày trên biển và vô cùng tích cực trong biên chế lực lượng tàu cá vũ trang. Tàu loại này khá hiếm thấy. Tàu đánh cá vũ trang lớp C-11, tương tự lớp C-10, tàu C-11 cũng khá hiếm thấy với số lượng ít và hoạt động bí mật những tàu này đã từng tham gia tích cực trong sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 trong vùng biển nước ta hồi năm 2014 bên cạnh lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Ở thời điểm mà lực lượng kiểm ngư chỉ vừa mới thành lập được một năm, còn khá non trẻ, trong khi lực lượng cảnh sát biển thì trang bị các tàu còn nhỏ và lượng giãn nước hạn chế, thì tàu đánh cá vũ trang của Hải quân đã hỗ trợ và tham gia đắc lực trong công cuộc đấu tranh chống lại âm mưu thâm độc của Trung Quốc trên biển trong năm 2014. Cuối cùng là tàu đánh cá vũ trang lớp C-13. Tàu loại này cũng khá hiếm thấy do ít hình ảnh cũng như số lượng không nhiều. Tương tự như các tàu cá vũ trang Việt Nam, tàu có lượng giãn nước khoảng 400 tấn, trang bị một máy chính cũng như nhiều loại vũ khí gian đe. Lực lượng tàu đánh cá vũ trang Việt Nam là một lực lượng vô cùng gan dạ, đã nhiều lần xua đuổi tàu nước ngoài tiếp cận, uy hiếp các tàu thăm dò dầu khí và khảo sát địa chất của ta đồng thời xua đuổi nhiều lượt tàu nước ngoài xâm phạm trái phép hải phận nước ta bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc hiện nay với sự phát triển lớn mạnh của cảnh sát biển và kiểm ngư những con tàu đánh cá vũ trang đã dần lui vào hậu trường để nhường lại trọng trách nặng nề cho đàn em tuy nhiên ở đâu đó thỉnh thoảng ta vẫn thấy bóng dáng những người hải quân trên con tàu đánh cá vũ trang vươn khơi ra biển hỗ trợ ngư dân yên tâm đánh bắt nơi đầu sóng ngọn gió của quê hương Sắp tới Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm một lực lượng nữa, đó là hải đội dân quân biển. Lực lượng này cũng đang được đầu tư đóng mới loại tàu do Việt Nam tự đóng và đang được đặt ghi tại Hải Phòng đầu năm nay. Tuy nhiên, vị trí vai trò của tàu cá vũ trang sẽ không vì thế mà mất đi. Lực lượng này vẫn còn sẽ là lực lượng hỗ trợ quan trọng trong những vụ việc tranh chấp với các đội tàu nước ngoài có trọng tải lớn và quân số đông. Quý vị thân mến, bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!